điều kỳ lạ nhất mà con người đã tìm thấy trên mặt trăng là gì? Không phải là người ngoài hành tinh, cũng không phải là căn cứ bí mật, mà là một thứ vốn không nên tồn tại ở đó. Khi tàu đổ bộ có người lái của chúng ta xuất hiện, phát hiện này trở nên vô cùng quan trọng. Từ lần cuối các phi hành gia Apollo đặt chân lên mặt trăng cách đây hơn 50 năm, đã trôi qua nửa thế kỷ rồi nhưng chưa có dấu chân con người nào quay lại mảnh đất ấy nữa. Tuy nhiên sau đó, hàng chục tàu thăm dò đã được phóng tới. Có chiếc hạ cánh thành công, có chiếc chỉ bay lượn vòng quanh, cũng có chiếc cố tình lao xuống mặt trăng để xem có thể tạo ra điều gì bất ngờ. Tóm lại, mặt trăng chính là thiên thể được con người nghiên cứu và thử nghiệm nhiều nhất. Nhưng dù đã nghiên cứu suốt hàng chục năm, mặt trăng vẫn đầy rẫy bí ẩn. Từ cách nó giữ nhiệt cho đến nguyên lý dẫn điện, thậm chí cả đặc tính của đất mặt trăng, chúng ta vẫn biết quá ít về nó. Vũ trụ dường như luôn như vậy. Càng nghiên cứu, càng nảy sinh thêm nhiều câu hỏi. Ví dụ, trước khi có đất mặt trăng mang về, ai cũng tràn đầy kỳ vọng. Nhưng khi đất mặt trăng được đưa đến trái đất, các nhà khoa học lại phát hiện ra những dấu vết hóa học bất thường rất nhiều lần, khiến họ phải vò đầu bứt tai suốt nhiều thập kỷ sau đó. Có thể bạn nghĩ rằng phát hiện khoa học nào cũng làm thay đổi tất cả ngay lập tức. Nhưng trên thực tế, tiến trình khoa học lại vô cùng chậm chạp. Đôi khi, dù mọi người đều nhìn thấy, nhưng chẳng ai tin cả. Chuyện này phải bắt đầu nói từ năm 1976. Khi đó Liên Xô đã phóng một tàu thăm dò không người lái tên là Luna 24 lên mặt trăng. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của họ nhằm lấy mẫu đất mặt trăng. Lúc ấy chẳng mấy ai để ý vì nhiệm vụ này không phải lần đầu tiên, quy mô cũng không lớn. Nhưng thực tế, nó đã lặng lẽ làm một việc rất quan trọng. Tàu đã khoan xuống khoảng 2 mét dưới bề mặt mặt trăng, lấy được một lõi đất nhỏ rồi mang trở về trái đất. Khối mẫu đó chỉ nặng khoảng 170 gram, cỡ bằng một quả bóng chày. Tuy không nhiều, nhưng trong lõi đất hẹp ấy lại xuất hiện một thứ kỳ lạ, đó là dấu vết của nước. Mẫu vật chứa khoảng 0,1% nước. Và càng nghiên cứu sâu vào mẫu đất, người ta càng phát hiện thêm nhiều nước. Đây đáng lẽ phải là một phát hiện lớn, nhưng kết quả lại ngược lại. Các nhà khoa học cho rằng số nước này có thể đến từ trái đất, tức là mẫu đã bị ô nhiễm. Có lẽ là từ chính tàu đổ bộ hoặc từ thiết bị trên trái đất. Bởi vì trong sách giáo khoa lúc đó ghi rất rõ, mặt trăng hoàn toàn khô cằn, không thể nào có nước. Và đây cũng không phải lần đầu tiên. Trước đó, đất mà các phi hành gia Apollo của Mỹ mang về cũng có tín hiệu hydro tương tự. Nhưng chúng cũng bị bỏ qua, coi như ô nhiễm. Thế là những manh mối vốn có thể gây chấn động khoa học lại nằm yên trong góc các báo cáo thí nghiệm, phủ bụi suốt hàng chục năm, không còn ai nhắc tới. Mãi đến khi bước sang thế kỷ mới, mọi người mới chợt nhận ra, phải chăng chúng ta đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng. Nhưng khi chúng ta chuẩn bị quay lại để tìm hiểu cho rõ, thì mặt trăng lại sẵn sàng đưa ra thêm nhiều thách đố mới. Nếu bạn đứng ở rìa một số hố va chạm gần hai cực của mặt trăng, bạn sẽ thấy một cảnh tượng gần như không tự nhiên. Không phải vì ở đó có gì đặc biệt, mà là vì ở đó chẳng có gì cả, thậm chí còn không có ánh sáng. Chỉ có những vùng bóng tối vĩnh cửu, tồn tại hàng tỷ năm mà chưa từng dịch chuyển. Những khu vực này được gọi là vùng bóng tối vĩnh cửu. Vì sao lại như vậy? Bởi vì trục quay của mặt trăng gần như thẳng đứng, độ nghiêng chỉ khoảng 1,5 độ. Điều này có nghĩa là khi ánh sáng mặt trời chiếu tới hai cực, tia sáng gần như chỉ lướt ngang qua bề mặt. Các hố va chạm lại vừa lớn vừa sâu, ánh sáng không thể chiếu xuống đáy. Vì vậy, trong suốt lịch sử hệ mặt trời, nơi đó gần như chưa từng đón nhận một tia sáng nào. Không chỉ lạnh mà còn không có sự tuần hoàn nhiệt. Ở những chỗ lạnh nhất, nhiệt độ có thể âm dưới 240 độ C, thậm chí còn lạnh hơn cả sao Diêm Vương xa xôi. Có thể nói, đây là nơi lạnh nhất trong toàn hệ mặt trời. Ngay từ thập niên 1990, các nhà khoa học đã bắt đầu suy đoán. Nếu từng có sao chổi hoặc tiểu hành tinh va vào mặt trăng, mang theo một ít nước, liệu có phải hơi nước đã bay vào những hố này rồi bị đóng băng tại chỗ và từ đó không bao giờ thoát ra ngoài? Ý tưởng này ngay lập tức gây sốt, bởi nó có nghĩa là mặt trăng không chỉ là một khối đá chết, nó có thể là một kho tài nguyên, một trạm tiếp nhiên liệu trong tương lai. Từ đó trở đi, mọi sự chú ý đều dồn về hai cực của mặt trăng. Chỉ nhìn từ trái đất thôi là chưa đủ, chúng ta buộc phải tới gần để tìm hiểu tận mắt. Nhưng vấn đề là những nơi đầy hứa hẹn đó lại là những nơi khó đến nhất. Địa hình phức tạp lại không có ánh sáng, tấm pin năng lượng mặt trời ở đó gần như vô dụng. Thế nhưng, sức hấp dẫn quá lớn, nhỡ đâu thật sự có băng thì sao? Thế là, hết đợt này tới đợt khác, các sứ mệnh thăm dò nối tiếp nhau lên đường. Chỉ có một mục tiêu, đó là tìm ra bằng chứng xác thực. Nhưng đúng vào lúc đó,
mọi chuyện lại bắt đầu trở nên kỳ lạ hơn. Các nhà khoa học nghi ngờ rằng ở đó có băng. Vậy bước tiếp theo là gì? Tất nhiên là phải cử trinh sát đi thăm dò. Nhưng việc hạ cánh trực tiếp thì rủi ro quá cao. Vì vậy, những nhiệm vụ đầu tiên chỉ bay vòng quanh để quan sát. Đầu tiên là Clementine, do NASA phóng vào năm 1994. Mục tiêu của nó không phải tìm nước, mà là lập bản đồ cho phần lớn bề mặt mặt trăng. Và nó đã xác nhận rằng, ở Nam Cực thật sự có những hố va chạm bóng tối vĩnh cửu. Nhưng Clementine không mang theo thiết bị phù hợp, nên không thể xác định liệu trong bóng tối đó có băng hay không. Đến năm 1998, NASA đã phóng Luna Prospector. Lần này thì mục tiêu là tìm nước. Nó dùng một loại thiết bị đặc biệt để quét bề mặt mặt trăng. Kết quả là tại hai cực, đặc biệt ở những vùng bóng tối, đã phát hiện ra lượng lớn tín hiệu hydro. Điều này khiến các nhà khoa học vô cùng phấn khích. Theo ước tính lý thuyết, lượng băng ở đó có thể lên tới hàng chục triệu, thậm chí là hàng trăm triệu tấn. Đây không chỉ là một vũng nước nhỏ, mà là một phát hiện có thể thay đổi cục diện toàn cầu. Thế nhưng, lại nảy sinh vấn đề. Phát hiện hydro không có nghĩa là đã phát hiện ra nước. Nó cũng có thể là một phần của nhóm hydroxin, hoặc bị khóa chặt trong khoáng chất. Thiết bị khi đó không thể phân biệt rõ, nó chỉ cho biết ở đó có chất chứa hydro, nhưng không thể xác định hydro đó có thuộc về băng nước hay không. Vậy rốt cuộc đó là gì? Thực tế, ngay cả vệ tinh quỹ đạo quan sát cũng không thể nhìn thấy trực tiếp. Thế nên, đây chưa thể coi là bằng chứng xác thực. Điều này lại khiến giới khoa học tiếp tục đau đầu. Có dữ liệu, có manh mối, nhưng vẫn không thể xác nhận cuối cùng. Cứ như thể mặt trăng đang bảo rằng nó có một báu vật, nhưng lại không cho bạn mở ra xem. Vì thế, các nhà khoa học nghĩ rằng nếu đã quan sát từ trên cao mà vẫn không rõ, vậy thì làm thẳng tay hơn, cứ đâm thẳng vào đó. Bạn không nghe nhầm đâu, là đâm thẳng xuống mặt trăng. Lý lẽ rất đơn giản, nếu băng nằm dưới đáy hố, tôi nhìn từ trên không thấy, thì tôi lấy một vật thật nặng ném xuống giải phóng vật chất dưới đáy hố, hất chúng ra nơi có ánh sáng. Chẳng phải thế là nhìn rõ được sao? Cách này vừa thô bạo vừa trực diện nhưng rất hiệu quả. Lần thử đầu tiên đến từ Luna Prospector. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ lập bản đồ, nó đã lao xuống một hố va chạm gần Nam Cực vào năm 1999. Đáng tiếc là thí nghiệm này đã thất bại. Không phát hiện thấy nước, kết quả vẫn chưa có kết luận rõ ràng. Có người cho rằng góc va chạm không chuẩn, cũng có người nói là đã đâm trượt. 10 năm sau thất bại đó, đến năm 2009, nhiệm vụ L-Cross của NASA đã mang đến một bước ngoặt. Lần này, trời lớn hơn, họ mang một mũi tiên phong, chính là tầng tên lửa đẩy để đưa nó lên quỹ đạo. Họ dùng khối sắt khổng lồ đó như một viên đạn pháo, ném thẳng vào một hố va chạm gần Nam Cực tên là Cabeos. Vài phút sau, chính thân tàu L-Cross cũng bay theo quỹ đạo tương tự, lướt qua đám mảnh văng do va chạm tạo ra để phân tích tại chỗ. Lần này đã thành công. Thiết bị gắn trên tàu phát hiện hơi nước trong đám mảnh văng. Không còn là ám chỉ mơ hồ, mà là nước có thể đo đạc được thật sự. Không chỉ có nước mà còn có metan, amoniac và những chất khác. Đây là lần đầu tiên con người chạm vào nước trên mặt trăng một cách rõ ràng. Các trang tin lớn trên khắp thế giới đồng loạt đưa tin về sự kiện này. Các nhà khoa học mở sâm panh ăn mừng. Cảm giác như câu đố kéo dài hàng chục năm cuối cùng đã được giải. Nhưng rất nhanh, những câu hỏi mới lại xuất hiện. Đã đập ra được rồi, vậy rốt cuộc có bao nhiêu nước? Là băng nguyên khối hay chỉ là tinh thể băng vụn trộn trong đất? Quan trọng nhất là thứ này có dễ khai thác không? L-Cross đã cho chúng ta câu trả lời, nhưng chính nó cũng tàn xác trong va chạm, không thể cung cấp thêm dữ liệu. Chúng ta chỉ biết, ít nhất tại điểm đó có nước, nhưng toàn cảnh về mặt trăng thì vẫn là một ẩn số. Xưa nay, mọi người đều nghĩ khá đơn giản. Nếu mặt trăng có nước, thì chắc chắn nó phải ẩn trong những vùng bóng tối vĩnh cửu lạnh và tối nhất. Những nơi mà ánh mặt trời vĩnh viễn không chiếu tới, như một tủ đông tự nhiên, băng có thể nằm yên ở đó hàng tỷ năm. Lập luận này nghe rất ổn, nhưng mặt trăng luôn biết cách làm chúng ta bất ngờ. Các tàu thăm dò trên quỹ đạo như Lunar Reconnaissance Orbiter của NASA quay quanh mặt trăng từ năm 2009 và cả Chandrayaan-1 của Ấn Độ bắt đầu phát hiện ngoài những tủ đông kia, tức là ngay trên bề mặt mặt trăng được nắng chiếu, có những tín hiệu yếu của phân tử nước. Điều này thực sự khiến mọi người bối rối. Tìm nước ở nơi có ánh nắng chiếu thẳng mà nhiệt độ ban ngày có thể vọt lên hơn 100 độ C, chẳng phải nước đã bốc hơi sạch từ lâu rồi sao? Điều khó hiểu hơn còn ở phía sau. Các nhà khoa học phát hiện những tín hiệu nước này không xuất hiện liên tục. Chúng dường như còn có giờ giấc. Giữa trưa, khi mặt trời gay gắt nhất, bề mặt nóng nhất,
các tín hiệu nước lại yếu đi, thậm chí biến mất hẳn. Nhưng đến chiều tối, khi mặt đất mát lại, tín hiệu lại xuất hiện. Gọi thế nào cho đúng đây? Mặt trăng đang đổ mồ hôi ư? Ban ngày nóng thì toát mồ hôi, ban đêm lại thu về. Hiện tượng này quả thực đảo lộn nhận thức. Phải biết rằng mặt trăng gần như trong chân không, không có khí quyển, không có áp suất khí, lại càng không mưa gió sấm chớp. Trên trái đất, hơi nước bốc lên rồi ngưng tụ thành mây mưa, đó gọi là vòng tuần hoàn nước. Còn trên mặt trăng trơ trụi, lấy đâu ra vòng tuần hoàn nước chứ? Đây chắc chắn là một câu đố hạng nặng mà mặt trăng ném cho chúng ta. Vậy nước này từ đâu ra? Các nhà khoa học vò đầu suy nghĩ và đưa ra vài khả năng. Một giả thuyết cho rằng đó là quà tặng từ khách ngoài hành tinh. Mỗi ngày, vô số thiên thạch nhỏ như hạt bụi va vào mặt trăng. Chúng có thể mang theo một ít nước sẵn, hoặc khi đập vào khoáng chất trong đất mặt trăng đã giải phóng lượng nước bị cất giữ bên trong. Một giả thuyết khác còn thú vị hơn, nói rằng đó là gió mặt trời thổi ra. Mặt trời luôn thổi ra những hạt proton, chính là cái mà ta gọi là gió mặt trời. Làn gió này quét qua mặt trăng, proton va chạm với oxy trong đất mặt trăng và tổng hợp thành phân tử nước ngay tại chỗ. Dù nguồn gốc là gì đi nữa, khám phá này đã hoàn toàn thay đổi cuộc chơi. Nó có nghĩa là chúng ta không nhất thiết phải đến những hố cực tối tăm, lạnh giá, nơi khai thác cực kỳ khó khăn. Có lẽ toàn bộ bề mặt mặt trăng đều được bao phủ bởi một lớp nước mỏng. Vấn đề chỉ là chúng ta có đủ khả năng thu gom nó hay không. Điều này khiến phạm vi có thể chọn để xây dựng căn cứ mặt trăng trong tương lai mở rộng gấp bội. Chính sức hấp dẫn đó đã kích hoạt các nhiệm vụ thế hệ mới. Vậy nên vào năm 2023, các nhà khoa học Ấn Độ cũng quyết định thách thức câu đố tối thượng này với tàu đổ bộ Chandrayaan 3. Mục tiêu của nó chính là vùng cực Nam. Đây cũng là nơi các nhà khoa học tin rằng có nồng độ băng nước cao nhất trên mặt trăng. Đây là lần đầu tiên nhân loại đưa tàu thăm dò tới cực Nam. Cả thế giới dõi theo, mong tin xe tự hành Prajian phát hiện ra băng. Xe tự hành bắt đầu di chuyển, dùng cả laser lẫn tia X phân tích lớp đất trên bề mặt khắp nơi. Kết quả thì sao? Sắt, titan, silic, thứ gì cũng có, chỉ thiếu hydro. Mà không có hydro thì cũng đồng nghĩa không có nước. Điều này khiến mọi người đều sững sờ. Nước đâu rồi? Bản đồ rõ ràng đã đánh dấu có nước kia mà. Chẳng lẽ trước giờ chúng ta đều sai? Hay là nước nằm quá sâu mà chiếc sẻng nhỏ của xe tự hành không thể chạm tới? Chưa kịp ngẫm thì đêm dài 14 ngày ập tới. Nhiệt độ tụt thẳng xuống dưới âm 100 độ C. Chandrayaan 3 không trụ nổi và đã ngủ yên vĩnh viễn. Nó để lại cho chúng ta một bí ẩn còn lớn hơn trước đó. Tuy nhiên, nó không vô ích. Trước khi hy sinh, nó tình cờ dùng một đầu dò nhiệt phát hiện ra một manh mối then chốt. Nó đã đo nhiệt độ của đất mặt trăng, phát hiện ra bề mặt bị mặt trời thiêu nóng lên đến hơn 60 độ C. Nhưng chỉ cần cắm đầu dò xuống 8 cm, nhiệt độ lập tức giảm xuống âm 10 độ C. Sự chênh lệch này quá lớn, điều đó có nghĩa là gì? Nó chứng minh lớp đất ngoài cùng của mặt trăng giống như một lớp áo cách nhiệt dày. Nhiệt bên ngoài hoàn toàn không truyền xuống dưới. Điều này giải thích hoàn hảo tại sao xe tự hành không tìm thấy gì trên bề mặt. Bởi vì băng nước có lẽ chỉ đang ẩn nấp an toàn vài cm dưới chiếc áo lông vũ đó. Vậy nên rất có thể không phải là không có nước, mà chỉ là dụng cụ của chúng ta trước đây quá ngắn. Vậy nên vấn đề bây giờ không còn là mặt trăng có khô hạn hay không, mà là công cụ của chúng ta chưa đủ sắc bén, chưa thể đào bới một cách thích hợp. Nếu điều này là thật, thì tàu đổ bộ tiếp theo sẽ không cần bay xa hơn hay nhìn rõ hơn, mà chỉ cần một chiếc mũi khoan mạnh mẽ hơn. Trong nhiều thập kỷ, việc tìm kiếm nước trên mặt trăng từng chỉ được xem là sự tò mò khoa học, một cách để hiểu rõ hơn lịch sử của mặt trăng, địa chất cũng như cách nước vận động trong hệ mặt trời. Nhưng ngày nay, đó không còn là lý do chính khiến con người quan tâm nữa. Giờ đây, nước trên mặt trăng mang một ý nghĩa trực tiếp hơn. Đó là bàn đạp để nhân loại bước ra không gian và là nền tảng cho các căn cứ tương lai. Bởi nếu chúng ta tìm thấy nguồn nước có thể sử dụng, có thể khai thác, tinh lọc và lưu trữ đủ trên mặt trăng, thì nó sẽ mở ra mọi khả năng khác. Trước hết, điều đó khiến các sứ mệnh dài hạn trên mặt trăng trở thành khả thi. Nước rất nặng, chi phí phóng nước từ trái đất lên cực kỳ cao, đưa nước lên đó chẳng khác nào trở vàng. Nhưng nếu phi hành gia có thể lấy nước ngay tại chỗ, họ sẽ giảm bớt đáng kể lượng vật tư phải mang theo. Nguồn nước ấy có thể dùng để uống, nấu ăn, vệ sinh hoặc làm mát thiết bị, mà không cần phụ thuộc vào nguồn tiếp tế liên tục từ trái đất. Tiếp theo, nước có thể tách thành hydro và oxy, chính là loại nhiên liệu mà nhiều tên lửa hiện đại sử dụng. Nếu ta xây dựng được hệ thống khai thác bằng nước,
và chuyển hóa nó thành nhiên liệu, thì mặt trăng sẽ không chỉ là một điểm đến, mà còn trở thành một trạm tiếp nhiên liệu, nơi tàu vũ trụ có thể bổ sung nhiên liệu trước khi bay tiếp tới sao Hỏa, các tiểu hành tinh hoặc xa hơn nữa. Điều này thay đổi hoàn toàn cách tính toán. Hiện tại, mỗi sứ mệnh đều phải mang theo toàn bộ nhiên liệu ngay từ đầu. Nhưng nếu có một trạm tiếp tế trên mặt trăng, áp lực đó sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, việc phóng từ mặt trăng dễ dàng hơn vì trọng lực chỉ bằng 1/6 trái đất. Điều đó đồng nghĩa với việc tốn ít năng lượng hơn, chi phí thấp hơn và linh hoạt hơn. Tàu vũ trụ phóng từ mặt trăng không cần tên lửa khổng lồ mà chỉ cần lực đẩy vừa đủ. Thứ ba, nguồn nước tại chỗ sẽ thay đổi cả cách ta xây dựng căn cứ. Nó có thể hỗ trợ hệ thống duy trì sự sống khép kín, tái chế chất thải thành tài nguyên hữu ích, thậm chí còn có thể giúp trồng trọt lương thực. Một số loài cây có thể mọc trong đất mặt trăng dưới điều kiện kiểm soát, nhưng chúng vẫn cần nước. Nếu tìm thấy đủ nước, các khu định cư tương lai sẽ không còn phải hoàn toàn dựa vào tiếp tế, vận chuyển từ xa hay thủy canh nữa. Có thể nói, điều này sẽ có vai trò quyết định với tương lai khám phá không gian của loài người. Dù hiện tại chúng ta vẫn chưa rõ rốt cuộc có bao nhiêu nước hay việc khai thác nó sẽ khó đến mức nào. Bởi mọi kế hoạch trạm nhiên liệu ngoài trái đất chỉ khả thi nếu ta khai thác được nước trước. Điều này đưa chúng ta đến câu hỏi cuối cùng. Dù có rất nhiều dữ liệu nhiệm vụ và tràn đầy lạc quan, nhưng sự thật là chúng ta vẫn chưa có một lộ trình rõ ràng. Mỗi khi tưởng rằng đã hiểu được mặt trăng thì nó lại tung ra thêm một dữ liệu mâu thuẫn, một tín hiệu bị thiếu, một kết quả ngoài dữ liệu và chuỗi này cứ lặp đi lặp lại. Từ quỹ đạo, chúng ta thấy tín hiệu hydro rất mạnh, nhưng khi hạ cánh thì trong đất lại không có hydro. Trong đám mảnh văng do va chạm, chúng ta thấy dấu hiệu hơi nước, nhưng không thấy xương, không thấy băng, không thấy khối tích tụ rõ ràng. Ngay cả trong những hố va chạm chưa bao giờ thấy ánh mặt trời, nơi lạnh đến mức băng có thể tồn tại hàng tỷ năm, các camera độ phân giải cao vẫn chưa ghi lại được thứ gì trông rõ ràng giống băng. Thay vào đó, thứ chúng ta nhận về là sự mơ hồ. Các đầu dò nông thì chẳng thấy gì, lượng nước mà thiết bị phát hiện dường như biến mất vào ban ngày. Xe tự hành đi qua những hố vốn được cho là đầy băng đóng, nhưng chỉ thấy thêm bụi. Ngay cả những công nghệ mới như camera bóng tối, dù có thể chụp được những nơi tối nhất trên mặt trăng, nhưng vẫn chưa cho thấy các khối băng phản quang rõ rệt như giới khoa học kỳ vọng. Và điều đó đặt ra một câu hỏi đáng ngại. Nếu từ đầu chúng ta đã hiểu sai cách mặt trăng lưu trữ nước thì sao? Nếu các mô hình cần được hiệu chỉnh thì sao? Hoặc tệ hơn, nếu nước thật sự tồn tại, nhưng phân bố quá thưa thớt, chôn sâu quá mức, hoặc liên kết hóa học với đất chặt đến mức công nghệ ta chưa thể khai thác thì phải làm sao? Tất nhiên, nhìn theo hướng lạc quan, có lẽ công cụ của chúng ta dù chính xác nhưng vẫn chưa đủ tốt. Vệ tinh quỹ đạo giống như những đôi mắt treo lơ lửng trên cao, nhìn rộng nhưng không chạm được. Còn tàu đổ bộ và xe tự hành như những đầu ngón tay thò ra, có thể chạm vào nhưng khoan không sâu. Mọi phép thăm dò của chúng ta đều như gãi qua một lớp dày. Cảm giác lúc nào cũng thiếu một chút nữa. Dữ liệu do máy quang phổ truyền về cũng toàn câu đố. Báo có hydro ở đây, nhưng không nói hydro đó thuộc nước hay thuộc khoáng vật. Báo khu vực này rất sáng, nhưng không nói ánh sáng đó đến từ băng giá hay từ một loại khoáng đặc biệt. Tuy vậy, dường như trong từ điển của loài người không có chữ bỏ cuộc. Ngược lại, càng mù mịt bao nhiêu, sự tò mò của chúng ta càng bùng cháy bấy nhiêu. Những sứ mệnh mới đang xếp hàng, những tàu đổ bộ mạnh mẽ hơn đang được chế tạo. Mọi ánh mắt vẫn dõi chặt về nơi ấy, nơi mà chúng ta tin chắc cất giấu kho báu. Trong sứ mệnh kế tiếp, có lẽ họ sẽ mang theo khoan thăm dò hiện đại với mũi khoan sâu hơn, hệ thống chiết tách thông minh hơn, không còn thăm dò dè dặt, mà sẽ đâm thủng lớp cuối cùng một lần dứt điểm. Để từ dưới lớp đất cách nhiệt ấy bốc lên một nắm băng lạnh cứng của tương lai. Tất nhiên, mặt trăng cũng có thể lại thử thách chúng ta, khiến ta phát hiện thêm nhiều điều chưa có lời giải. Và khi khoan thăm dò của chúng ta thật sự bốc lên được mẫu băng rắn lạnh giá đó, thì một kỷ nguyên mới còn vĩ đại hơn cả việc đặt chân lên mặt trăng sẽ bắt đầu. Khi đó, hành tinh xanh dưới chân chúng ta sẽ không còn là chiếc nôi duy nhất, mà sẽ trở thành bến cảng đưa chúng ta ra biển trời sao. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy cho mình xin một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá tiếp theo nhé!